Chào các bạn, mình là Kiều Anh, người quản lý trang siêu thị trực tuyến Korea Shop 24h. Trong clip ngày hôm nay thì Kiều Anh sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc trong việc là tăng cường sức khỏe và hỗ trợ tốt như thế nào cho trẻ nhỏ. Vâng, các bà mẹ mỉm sữa khi muốn tăng cường sức đề kháng cho con em của mình thì thường dùng các loại thực phẩm chức năng hay là các loại thuốc bán ở ngoài tiệm, hoặc là chúng ta có thể là sử dụng các loại thực phẩm từ thiên nhiên tuy nhiên trên thực tế thì có một phương pháp được rất nhiều người áp dụng đó chính là sử dụng táo đỏ sấy khô hàn quốc để tăng sự đề kháng cho trẻ nhỏ và theo một nghiên cứu mới nhất của ấn độ đã chỉ ra rằng ăn táo đỏ sấy khô hàn quốc thường xuyên sẽ giúp trẻ sau khi sinh giảm nguy cơ mắc bệnh rất là cao thường thì khi trẻ em sau khi sinh sẽ mắc một số căn bệnh như là vàng da hay là những căn bệnh khác về đường hô hấp Tuy nhiên thì nếu như các mẹ trong quá trình mang bầu sử dụng táo đỏ sấy khô, cùng với đó là tăng sự đề kháng cho trẻ nhỏ. Ngoài ra thì các nhà khoa học thuộc Viện Sức khỏe Hoa Kỳ đã nghiên cứu và chứng minh rằng chất chống oxy hóa có trong táo đỏ sấy khô Hàn Quốc không chỉ giúp tăng cường hệ miễn dịch cho trẻ nhỏ mà còn là tiền đề cho sức khỏe của thai nhi và các bác sĩ cũng khuyến cáo rằng mẹ bầu nên thường xuyên ăn táo đỏ sấy khô Hàn Quốc để giúp em bé sau khi sinh ra thì ít bị dị ứng hơn các trẻ em khác. Táo đỏ sấy khô Hàn Quốc là một trong những món ngon mà bạn nên ăn. Ờ, ngoài ra thì các bạn cũng có thể là chế biến thành những món khác nhau như là trà táo đỏ hay là táo đỏ hầm gà. Bên cạnh đó thì táo đỏ sấy khô Hàn Quốc cũng cung cấp nhiều dưỡng chất cần thiết cho trẻ nhỏ, chẳng hạn như là vitamin, protein, lipid acid amin uh, và các nguyên tố vô cơ như là canxi, phốt pho, sắt hay là nhôm. Ngoài ra, táo đỏ sấy khô Hàn Quốc còn làm tăng cảm giác ngon miệng và ngăn ngừa chứng táo bón ở trẻ nhỏ. Ở như vậy thì rất là đơn giản đúng không ạ Chúng ta không cần phải tốn quá nhiều tiền để sử dụng các loại thực phẩm chức năng của nước ngoài hay là những loại thực phẩm chức năng đắt đỏ để có thể là tăng cường hệ miễn dịch hay là sức khỏe cho trẻ em Ngoài ra thì các bà mẹ cũng nên nhớ táo đỏ sấy khô Hàn Quốc là loại táo đỏ khác hoàn toàn so với táo tổng của Trung Quốc bởi trong táo đỏ sấy khô Hàn Quốc thì mặc dù khi đã sấy khô rồi nhưng vẫn giữ nguyên các dưỡng chất cần thiết cho cơ thể và đặc biệt là cho trẻ nhỏ ở ngoài ra thì chúng ta cũng cần nhớ rằng khi sử dụng táo đỏ sấy khô thì nên chế biến một số món ăn ngon miệng để trẻ em không bị chán. Kiều Anh tin chắc rằng với những công dụng mà táo đỏ sấy khô Hàn Quốc mang lại cho trẻ nhỏ thì các bà mẹ sẽ ngay lập tức muốn sử dụng sản phẩm này thôi ạ. Và nếu như các bạn còn đang thắc mắc rằng chưa biết mua sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc ở đâu để có thể là yên tâm sử dụng cho trẻ nhỏ cũng như cho người thân trong gia đình thì hãy ngay lập tức liên hệ tới hotline của Korea Shop 24 giờ là 0904 363 985 để được tư vấn miễn phí về sản phẩm táo đỏ sấy khô Hàn Quốc hoặc là quý vị cũng có thể là đến trực tiếp cửa hàng của Korea Shop 24 giờ tại địa chỉ là số 2 ngõ 79 Thụy Khuê Tây Hồ Hà Nội để có thể là tận mắt được chứng kiến sản phẩm này cũng như là nhận được những tư vấn về những sản phẩm khác. Korea Shop 24 giờ với phương châm chất lượng là uy tín hàng đầu, cam kết mang đến cho khách hàng những sản phẩm chính hãng đến từ đất nước Hàn Quốc. Hy vọng rằng clip ngày hôm nay đã mang đến cho các bạn những thông tin vô cùng bổ ích về công dụng của táo đỏ sấy khô Hàn Quốc đối với trẻ nhỏ kiều anh xin chào và hẹn gặp lại